Thầy ơi, xin giúp tôi viên này với. Vừa lãnh lương xong là tôi đi mua luôn, nhờ thầy mắt tay cắt giúp tôi với. À, muốn cắt viên này hả? Đúng vậy, ông chủ nói là hàng xịn lắm, đang có đợt giảm giá nên bán rẻ. Tôi hỏi ông ta bao nhiêu tiền, ông nói là 8.000 tệ, tôi chốt 7.000 tệ. Thật hay giả hả thầy? Thật hay giả phải không? Đúng rồi đó. Chất liệu này là một miếng ngọc thật. Thật à? Thật đấy, không có vấn đề gì, làm tôi sợ chết khiếp. Cứ bình tĩnh đi, nó đáng giá bao nhiêu? Đừng vội, chất liệu này, nó là một miếng ngọc bích của Myanmar. Nó là viên thô của mỏ ngọc Nangki. Bạn có thể nhìn thấy bề mặt, góc cạnh của nó đều tương đối tốt. Vật liệu Nangki còn có tên gọi là đá nước, nó chịu sự tác động của dòng nước lên bề mặt tương đối nhiều. Bình thường, nếu độ cứng của nó không đủ, sẽ không tạo ra tình trạng góc cạnh thế này đâu. Vật liệu này nhìn thấy góc cạnh rõ ràng, đầu tiên là cảm thấy nó có độ cứng. Còn một điểm nữa bạn có thể nhìn thấy, toàn bộ da ngọc này, bạn có thể thấy nó rất đồng nhất. Tinh thể da của nó rất mịn và độ gắn kết rất chặt chẽ, cho thấy chất liệu này, chất lượng tinh thể ngọc sẽ khá cao. Tiếp đó xét từ những mặt cắt ngang này, có một lớp sương mù ngọc, bạn xem đi, chỗ này nó có lớp sương mù tồn tại. Có một lớp sương mù màu vàng, là sao? Bên dưới lớp sương mù 80% có ngọc. Hơn nữa, toàn bộ vật liệu nhìn dưới đèn ánh sáng mạnh, đáy của nó vẫn rất sạch sẽ. Có thể làm hàng hóa rất tốt, mặc dù không phải là loại có giá trị đặc biệt cao. Nhưng mà cơ hội hóa ngọc hoàn toàn của nó là rất lớn, đáng để cắt đó. Nếu như nó đã hóa ngọc hoàn toàn, cộng với kích thước của nó lớn thế này. Hơn 10.000 tệ vẫn đáng giá. Vậy là tôi lời to rồi hả thầy ơi? Tôi nói là có cơ hội thôi, bởi vì bây giờ thông qua da của nó để phân tích bên trong. Cụ thể bên trong có thể trị giá bao nhiêu tiền, chúng ta phải cắt da mới biết. Được. Tôi tưởng chưa gì hết đã có lời rồi chứ. Nhưng từ tình hình hiện tại thì không có mua hớ hàng thôi. Nhưng có một điểm, tôi phải nhắc bạn, chú ý xem một chút ở chỗ này. Có một chút màu đen ngoài ra chỗ này, bạn có thấy không? Ngay chỗ tôi đang soi đèn luôn nè. Nơi này rất trong suốt, chỗ này, nó có một chút vật chất cộng sinh. Có nghĩa là bên trong có tạp chất, có thành phần của khoáng chất bẩn, nhưng kích thước không lớn lắm. Nó sẽ không ảnh hưởng đến những nơi ở dưới đây. Không tệ, bạn có thể cắt. Nếu bạn muốn cắt, chúng ta sẽ cắt và xem. Cắt chứ, cắt luôn đi thầy. Cắt phải không? Đúng, được, chúng ta đi cắt thôi. Vật liệu này đã được cắt xong rồi, chúng ta cùng xem vận may của bạn thế nào nhé. Ôi, sao màu đen thế, ăn ngay con gà xương đen rồi. Ồ, bạn có thấy không, những thứ màu đen này đều là gà đen. Nhưng cái màu trắng này là thịt ngọc của nó, còn có chút màu nền xanh nè, tăng rồi, hầu như không có chút tác dụng nào cả. Nếu vật liệu này hiện tại nhìn vào, mặc dù là nếp trùng đó, nhưng chỉ có thể đi đánh chút hạt, đánh chút vòng tay chơi một chút. Được rồi, mua với giá 7.000 tệ phải không? Đúng rồi thầy, 7.000 đó, hiện tại, có thể nói là lỗ 6.500. Vậy thì xong tôi rồi thầy ơi, không có cách nào đâu. Trên thực tế, da của nó rất tốt, đáng tiếc là thật sự không có cách nào dùng được rồi. Cảm ơn thầy nha, không có gì đâu.